Cuốn 13, Trường Hành Bốt giải thích Thi Ba La Mật. Kinh, vì tội và không tội không thể có được nên đầy đủ Thi La Ba La Mật. Hỏi, Thi La, tàu dịch là tánh thiện, là ưa hành thiện đạo không tự phóng dật gọi là Thi La, hoặc thọ giới mà hành thiện, hoặc không thọ giới mà hành thiện đều gọi là Thi La. Nói tóm lược có 8 thứ luật nghi nơi thân và miệng: không não hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói theo dệt, không uống rượu và nuôi sống một cách thanh tịnh. Ấy là giới. Nếu buông bỏ không nhiếp hộ, ấy là phá giới. Người phá giới bị đọa vào trong đường ác. Nếu chỉ giới bậc hạ thì sanh trong loài người, nếu chỉ giới bậc trung thì sanh trong cõi trời lục dục. Chỉ giới bậc thượng lại tu hành bốn thiền, bốn không định thì sanh trong các cõi trời sắc và vô sắc thanh tịnh. Chỉ giới bậc thượng có ba hạng: chỉ giới thanh tịnh bậc hạ thì chứng A La Hán, chỉ giới thanh tịnh bậc trung thì chứng được Bích Chi Phật, chỉ giới thanh tịnh bậc thượng thì được Phật đạo, không đắm trước, không ỷ y, không phá, không khuyết, được thánh nhân khen ngợi yêu thích, như vậy gọi là thanh tịnh bậc thượng. Nếu vì thương xót chúng sanh, vì độ chúng sanh, cũng vì biết thật tướng của giới, tâm không ỷ y đắm trước, chỉ giới như thế, tương lai chứng đến Phật đạo, như vậy gọi là được giới vô thượng Phật đạo. Nếu người muốn cầu được thiện lợi lớn, hãy kiên trì giới, như tiếc châu báu quý trọng, như giữ thân mạng. Vì cớ sao? Vì như đại địa, hết thảy vạn vật hữu hình đều nương đất mà tồn tại. Giới cũng như vậy, giới là chú xứ của hết thảy thiện pháp. Lại nữa, ví như không chân mà muốn đi, không cánh mà muốn bay, không thuyền mà muốn qua sông là không thể được. Nếu không có giới mà muốn cầu quả báo tốt cũng như vậy. Nếu người bỏ giới này, tuy ở núi tu khổ hạnh, ăn trái cây, uống thuốc thì không khác gì cầm thú, hoặc có người chỉ uống cho là giới, hoặc uống sữa, hoặc hớp không khí, hoặc cắt tóc, hoặc mặc ca sa, hoặc mặc áo trắng, hoặc mặc áo cỏ, hoặc áo da cây, hoặc mùa đông vào nước, hoặc mùa hạ hơi lửa, hoặc từ núi cao xa xuống, hoặc tắm sông Hằng, hoặc ngày tắm 3 lần, lại cúng dường lửa, tế tự đủ cách, chú nguyện đủ kiểu, chịu thực hành các khổ hạnh, cho đó là giới, chỉ là trống không, không được gì. Nếu có người tuy ở nhà cao điện lớn, mặc đẹp ăn ngon mà thực hành được giới này, cũng được sanh chỗ tốt và được đạo quả. Hoặc người sang kẻ hèn, người lớn kẻ nhỏ thực hành được giới này thì đều được lợi lớn. Nếu phá giới này, thời không kẻ sang hèn, lớn nhỏ đều không được tùy ý sanh vào chỗ lành. Lại nữa, người phá giới cũng ví như ao trong mát mà có rắn độc, không đáng tắm rửa. Cũng như cây có hoa quả ngon mà có nhiều gai nghịch. Nhưng người tuy được sanh ở nhà quý trọng, thân thể đoan chánh, học rộng nghe nhiều, mà không ưa trì giới, không có tâm từ bi, lại cũng như vậy. Như kệ nói, sang mà vô trí thời là suy, trí mà kiêu mạn cũng là suy, người trì giới mà lại phá giới, cả đời này đời sau đều suy. Người tuy nghèo hèn mà trì giới, hơn người giàu sang mà phá giới. Hương của hoa, hương của cây không thể bay xa, hương của trì giới bay khắp cả 10 phương. Người trì giới được đầy đủ sự an vui, tiếng tăm nghe xa, trời người yêu kính, hiện đời thường được các thứ khoái lạc. Nếu muốn sanh vào cõi trời cõi người, thủ lấy sự giàu sang, sống lâu không khó, người trì giới thanh tịnh, ước gì đều được nấy. Lại nữa, người trì giới thấy người phá giới bị hình ngục tra khảo đủ các thứ khổ não, mà tự biết mình vĩnh viễn xa lìa việc ấy, lấy đó làm vui mừng. Nếu người trì giới thấy người lành được có vinh dự danh tiếng khoái lạc thì tâm sự suy nghĩ, nhiều người được vinh dự ta cũng có phần. Người trì giới khi mệnh chung dù có gió đao cắt thân, cân mạch đoạn tuyệt, tự biết mình trì giới thanh tịnh, tâm không sợ hãi. Như kệ nói, trong bệnh rất dữ giới là thuốc hay, trong sợ hãi lớn giới làm thủ hộ, trong chết tối tăm giới làm đèn sáng, trong chỗ đường ác giới là cầu đò, trong nước biển chết giới là thuyền lớn. Lại nữa, người trì giới thường được người đời nay cung kính cúng dường, tâm vui không hối hận, áo cơm không thiếu, chết được sanh lên trời, sau chứng được Phật đạo. Người trì giới không việc gì không có được, người phá giới tất cả đều mất. Ví như có người thường cúng dường trời, người ấy nghèo cùng một lòng cúng dường mãn 12 năm, mong cầu giàu sang. Trời thương người đó tự hiện thân ra mà hỏi rằng, ngươi cầu những gì?
Người kia đáp: Tôi cầu giàu sang, muốn cho những điều tâm nguyện hết thảy đều được. Trời cho một đồ vật gọi là cái bình đức và nói mọi vật cần dùng từ trong bình này xuất ra. Người kia được bình rồi ứng theo ý muốn, mọi sự đều được, được như ý, gây dựng nhà tốt, voi ngựa xe cộ bảy bóng đầy đủ, cung cấp cho tân khách không thiếu sự gì. Khách hỏi: Trước ông nghèo cùng, nay sao do đâu được giàu như thế này? Đáp: Tôi được cái bình trời cho, xuất ra các thứ vật, cho nên giàu như vậy. Khách nói: Đưa bình cho xem, kể cả vật từ bình xuất ra. Liền đưa bình ra, trong bình dẫn ra đủ các thứ vật. Người khách kia kêu căng phóng túng, đứng lên trên bình nhảy múa, bình liền vỡ nát, hết thảy các vật cùng một lúc tiêu mất. Người trì giới cũng như vậy, các thứ diệu lạc ước mong đều được. Nếu người phá giới kêu căng phóng túng tự do, cũng như người kia phá vỡ bình bất lợi. Lại nữa, người trì giới hương thơm của danh tiếng đời này đời sau biến khắp trên trời và loài người. Lại nữa, người trì giới được người ưa cúng thí, không tiếc tài vật, không kinh doanh tài lợi ở được ở đời mà không bị thiếu gì, được sanh lên cõi trời ở trước mười phương Phật vào tam thừa đạo mà được giải thoát. Chỉ trừ sự trì giới theo các thứ tà kiến về sau không được gì. Lại nữa, nếu người tuy không xuất gia, chỉ biết tu hành giới pháp cũng được sanh cõi trời. Nếu người trì giới thanh tịnh, tu thiền định, trí tuệ, muốn cầu độ thoát sanh già, bệnh chết khổ, nguyện ấy quyết chắc được. Người trì giới tuy không có binh trượng, mà các sự giữ không ra đến, tài vật của người trì giới không ai cướp được. Người thân của trì giới tuy chết không giỏi, sự trang nghiêm của trì giới quý hơn bảy báu. Do vì lẽ đó nên hộ trì giới như hộ vệ thân mạng, như yêu vật báu. Người phá giới thọ khổ vạn đoan, như người nghèo bị bình vỡ và tiêu trước kia. Lại nữa, người trì giới quán thấy tội của người phá giới nên tự gắng sức nhất tâm trì giới. Thế nào gọi là tội của người phá giới? Người phá giới người khác không kính, nhà nó như mổ hoang, không người nào đến. Người phá giới mất hết các công đức, giống như cây khô, người không yêu thích. Người phá giới như hoa sen đầy xương, không ai ưa thấy. Người phá giới có ác tâm đáng sợ, giống như quỷ la sát. Người phá giới người khác không quy hưởng, giống như người khác không tìm đến giếng khô. Người phá giới tâm thường nghi ngờ hối hận, giống như người phạm sự thường sợ tội ập đến. Người phá giới giống như bị ruộng, như ruộng bị mưa đá không thể trông cậy. Người phá giới giống như mướp đắng, tuy thân hình giống trái ngọt mà không thể ăn. Người phá giới giống như xóm dọc không thể sống chung. Người phá giới giống như bệnh nặng không ai muốn gần. Người phá giới không được khỏi khổ, giống như đường dữ khó đi qua. Người phá giới không thể ở chung, giống như giặc dữ khó thể thân cận. Người phá giới giống như hầm lửa, người đi đường tránh xa. Người phá giới khó thể ở chung, giống như rắn độc. Người phá giới không thể gần gũi, giống như ngọn lửa lớn. Người phá giới giống như thuyền vỡ không thể trở qua sông. Người phá giới giống như đổ mửa ra không thể ăn lại. Người phá giới ở trong chúng tốt, giống như ngựa dữ ở trong ngựa lành. Người phá giới khác với người lành như lừa ở trong lầy bầy bò. Người phá giới ở giữa chúng tinh tấn, giống như đứa bé yếu ớt ở giữa người mạnh. Người phá giới tùy hình tợ tỳ kheo mà cũng như thây chết ở trong con mắt người. Người phá giới giống như ngọc già ở giữa ngọc thiệt. Người phá giới giống như cây y lan ở trong rừng trên đàn. Người phá giới tuy hình dáng tợ người lành mà bên trong không có thiện pháp. Tuy cũng cạo đầu nhuộm áo theo thứ lớp cầm thẻ hành chú gọi là tỳ kheo mà thật chẳng phải tỳ kheo. Người phá giới nếu mặc pháp y thời đó là quấn thân với lá sắt đồng nóng, nếu ôm bình bát thời đó là đồ đựng nước đồng nóng chảy, nếu uống ăn thời đó là nuốt hoàn toàn sắt nóng. Lại nữa, người phá giới thường ôm lòng sợ hãi như người mắc trọng bệnh thường sợ chết đến, cũng như người phạm tội ngũ nghịch tâm thường tự nghĩ ta là giặc của Phật che giấu tránh nép, như giặc sợ người năm tháng ngày trôi qua thường không an ổn. Người phá giới tuy được cúng dường lợi lạc, thứ lạc đó bất tịnh, giống như người ngu cúng dường trang sức thay chết. Người trí nghe được, ghét không muốn thấy. Vô lượng tội phá giới như vậy không thể kể hết, hành giả hãy nên nhất tâm trì giới. Trược Hải Hà giải thích nghĩa của giới tướng. Hỏi:
đã biết các thứ quả báo công đức như vậy, thế nào gọi là giới tướng? Đáp: dân ác không làm trở ngại gọi là giới, hoặc từ tâm sanh, hoặc từ miệng nói, hoặc từ nơi người khác lãnh thọ, mà dứt sự ác nơi thân và miệng, ấy là tướng của giới. Sao gọi là ác? Nếu thật đó là chúng sanh, biết là chúng sanh, sinh tâm muốn giết, cướp mạng sống của nó, tạo thành thân nghiệp, có sắc tướng, tạo tác, ấy là tội sát sanh. Quải ra trói, nhốt, đánh đập, vân vân là cách giúp sát. Lại nữa, giết kẻ khác mắc tội sát, chứ chẳng phải tự giết thân. Tâm biết rõ đó là chúng sanh mà giết, là thành tội giết. Không phải như ban đêm thấy người lại cho là gốc cây rung rinh mà giết, cố ý sát sanh mới thành tội giết. Không phải, chẳng phải không cố ý, tập khóa sát sanh mới thành tội giết. Chẳng phải si cuồng, mạng sống dứt mới thành tội giết. Chẳng phải làm bị thương, thân nghiệp làm mới thành tội sát. Chẳng phải chỉ có miệng sai bảo, miệng bảo là thành tội sát. Chẳng phải chỉ có tâm sanh nghĩ ác, như vậy vân vân, gọi là tướng mạo của tội sát. Không làm tội ấy gọi là giới. Nếu người thọ giới, tâm sanh, miệng nói, tôi từ ngày nay không còn sát sanh, hoặc thân không động, miệng không nói, chỉ có tâm sanh, tự thề rằng tôi từ ngày nay không còn sát sanh, ấy gọi là giới không sát sanh. Có người nói giới không sát sanh ấy hoặc thiện hoặc vô ký. Hỏi: như trong A Tỳ Đàm nói, ca trên diên tử nói hết thảy giới luật nghi đều là thiện, sau nay nói là vô ký. Đáp: như trong A Tỳ Đàm của ca trên diên tử nói hết thảy là thiện, còn trong các A Tỳ Đàm khác nói giới bất sát hoặc thiện hoặc vô ký. Vì cớ sao? Vì nếu giới bất sát ấy luôn luôn là thiện, thì người trì giới ấy lẽ phải như người đắc đạo, thường không bị đọa vào ác đạo. Do vậy, nên hoặc có khi là vô ký, vô ký thì không có quả báo, không sanh vào cõi trời, cõi người. Hỏi: không có giới vô ký nên đọa địa ngục, lại do có ác tâm sanh nên đọa địa ngục. Đáp: không sát sanh được vô lượng thiện pháp, làm hay không làm phước cứ ngày đêm phát sanh. Nếu gây một ít tội thì phước ấy thành có hạn có lượng. Vì cớ sao? Vì nó theo có lượng mà không theo vô lượng. Do vậy nên biết trong giới bất sanh hoặc có khi là vô ký. Lại nữa, có người không theo thầy thọ giới mà chỉ tâm sanh thể rằng tôi từ ngày nay không còn sát sanh, không sát như vậy, hoặc có khi gọi là vô ký. Hỏi: giới bất sát ấy trói buộc vào cõi nào? Đáp: trong A Tỳ Đàm của ca trên diên tử nói hết thảy thọ giới luật nghi đều trói buộc theo cõi dục, còn trong các A Tỳ Đàm khác nói hoặc trói buộc theo cõi dục hoặc không trói buộc. Nói cho đúng nên có ba loại: hoặc trói buộc theo cõi dục, hoặc trói buộc theo cõi sắc, hoặc không trói buộc. Việc sát sanh tuy ở cõi dục, giới bất sát cũng phải theo việc sát mà ở cõi dục. Chỉ ở cõi sắc không sát, tâm vô lậu không sát, ấy là giới chân bất sát, vì đã ngăn từ lâu xa. Lại nữa, có người không thọ giới, nhưng từ khi sanh về sau không ưa sát sanh, đó hoặc thiện hoặc vô ký, ấy gọi là vô ký. Pháp bất sát sanh ấy chẳng phải tâm, chẳng phải tâm pháp, cũng chẳng phải tâm tương ưng, hoặc cộng tâm sanh, hoặc chẳng cộng tâm sanh. Trong A Tỳ Đàm của các chuyên diên tử nói không sát sanh là thân nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc có sắc tướng tạo tác, hoặc không có sắc tướng tạo tác, hoặc tùy tâm hành, hoặc không tùy tâm hành, chẳng phải là nghiệp báo của đời trước. Hai lối tu nên tu, hai lối chứng nên chứng, do tư duy đoạn thì hết thảy ở vào thân cuối cùng, tại cõi hy dục chứng được. Do kiến đế đoạn, thời đoạn thì phàm phu thánh nhân chứng được. Nó là sắc pháp, hoặc có thể thấy, hoặc không thể thấy, hoặc là pháp có đối ngại, hoặc là pháp không đối ngại. Pháp có quả báo, pháp không có quả báo, pháp hữu lậu, pháp hữu vi, pháp còn có pháp ở trên, pháp hữu thượng, đối lại là pháp vô thượng. Chẳng phải là tương ương nhân phân biệt như vậy, ấy gọi là giới bất sát. Hỏi: giới của trong bát chánh đạo cũng có giới không sát sanh, cớ sao chỉ nói giới không sát sanh là có quả báo, là hữu lậu? Đáp: trong đây chỉ nói pháp thọ giới luật nghi, không nói vô lậu giới luật nghi. Lại nữa, trong các A Tỳ Đàm khác nói pháp bất sát thường không đi theo tâm, chẳng phải nghiệp thân khẩu,
Nghiệp hành không theo tâm thì hoặc có quả báo hoặc không có quả báo. Pháp chẳng tương ưng với tâm thì hoặc là hữu lậu hoặc vô lậu, đó là điểm sai khác, ngoài ra đều đồng nhau. Lại có người nói, chư Phật Thánh Hiền không hí luận các pháp, chỉ thấy hiện tiền chúng sanh đều tiếc thân mạng, nên Phật dạy chớ cướp mạng sống kẻ khác. Cướp mạng sống kẻ khác đời đời bị đau khổ, chúng sanh thật có hay không? Sau sẽ nói, hỏi người ta hay lấy sức thắng người, chiếm nước, giết oán, làm thợ săn lấy ra thịt, để cứu giúp rất lớn, còn nay không sát sanh được lợi ích gì? Đáp, được không sợ hãi, được an vui, ta không hại kia, kia không hại ta, do vậy không sợ không hãi. Người hiếu sát tuy ở địa vị làm vua người, cũng không tự an được, như người trì giới dạo đi một mình, không chi, sợ sẻ tai nạn. Lại nữa, người hiếu sát, các loài có mạng sống đều không ưa thấy, nếu không hiếu sát, thì hết thảy chúng sanh đều ưa nương dựa. Lại nữa, người trì giới khi mạng chung tâm được an lạc, không nghi, không hối, hoặc được sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người thường được sống lâu, ấy là nhân duyên đắc đạo, cho đến khi được thành Phật, ở đời sống lâu vô lượng. Lại nữa, người sát sanh thì đời này đời sau thọ các loại thân tâm đau khổ, người không sát sanh không có các nạn đó, ấy là lợi lớn. Lại nữa, hành giả suy nghĩ, ta biết tiếc mạng sống yêu thân mình, và kia cũng như vậy, cùng với ta khác gì, do lẽ ấy không nên sát sanh. Lại nữa, nếu sát sanh thì bị người lành chê trách, kẻ oán gia ghen ghét, vì mắc nợ mạng nên thường hay sợ hãi, bị kia oán ghét, khi chết ăn năn sẽ đọa trong địa ngục, hoặc trong loài súc sanh, hoặc sanh trong loài người thì thường phải chết yểu. Lại nữa, giả sử đời sau không bị tội, không bị người lành chê trách, oan gia ghen ghét, còn không nên cố cướp mạng kẻ khác. Vì sao? Vì người có được tướng lành còn không nên làm, huống gì cả hai đời đã có tội, đã bị quả báo xấu ác. Lại nữa, sát sanh là tội nặng nhất trong các tội. Vì sao? Vì người khi gặp phải cái chết gấp thì không tiếc vật quý báu, mà chỉ lo cho mạng sống trước tiên. Ví như người khách buôn vào biển tìm châu báu, sắp ra khỏi biển, thuyền chẳng bị vỡ, chân bảo mất hết mà rất vui mừng, đưa tay lên nói, chút nữa mất vật báu lớn. Mọi người lấy làm lạ nói, người mất hết tài sản trần truồng thoát khỏi, cớ sao vui mừng, chút nữa mất vật báu lớn. Đáp, trong tất cả vật báu, mạng người báu nhất. Người vì mạng sống mà tìm của báu, chứ không phải vì của báu mà tìm mạng sống. Vì lẽ ấy, Phật dạy, trong người bất thiện đạo sát sanh đứng đầu, trong năm giới, giới bất sát cũng đứng đầu. Nếu người tu nhiều phước đức mà không có giới bất sát sanh, thời không có ích gì. Vì sao? Vì tuy có được sanh vào nơi giàu xa thế lực cường hào, mà không được sống lâu, thì ai thọ hưởng cái vui ấy? Do vậy, biết trong các tội sát sanh nặng nhất, trong các công đức không sát sanh lớn nhất, trong thế gian tiếc mạng sống là nhất. Vì sao biết? Vì tất cả người đời thà cam chịu hình phạt tàn tật, khảm đánh, để hộ mạng sống.